Năm 2017, nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động. Phát huy vai trò, vị thế của một ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietinbank đã hóa giải khó khăn, tận dụng thời cơ để bứt phá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hãy cùng nhìn lại 10 dấu ấn tiêu biểu của Vietinbank trong năm 2017. Năm 2017 là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn 2015-2017. Vietinbank đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó với các chỉ tiêu. Tổng tài sản hợp nhất của Vietinbank ước đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,3%, hoàn thành 101% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 839.000 tỷ đồng, tăng khoảng 18%, hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng nguồn vốn hợp nhất ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 16%, hoàn thành 102% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 9.206 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt là 12% và 1%. Thành tựu của năm 2017 đã góp phần vào thành công chung của kế hoạch kinh doanh trung hạn 2015-2017. 3 năm qua, Vietinbank đã tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô tổng tài sản với mức tăng trưởng bình quân gần 20% một năm. Tư duy kinh doanh của các phân khúc cũng có sự thay đổi rõ rệt, tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và bền vững, cơ cấu khách hàng, chuyển dịch tích cực ở các phân khúc, khách hàng vừa và nhỏ, bán lẻ. Bên cạnh sản phẩm truyền thống là tín dụng và huy động vốn, tăng trưởng từ hoạt động dịch vụ cũng có sự chuyển biến. Trong đó, khai thác mạnh các sản phẩm, dịch vụ thanh toán. Ngày 2 tháng 2 năm 2017, Vietinbank chính thức vận hành hệ thống Core Sunshine. Sự kiện này đã nâng Vietinbank lên một tầm cao mới, đánh dấu sự trưởng thành về công nghệ ngân hàng tại Việt Nam và khu vực. Vietinbank tự hào là ngân hàng tiên phong sử dụng giải pháp tiên tiến của Mỹ, tích hợp đa kênh đồng nhất, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hiện đại, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Cùng với Core Sunshine, ngày 10 tháng 6 năm 2017, Vietinbank cũng đã hoàn tất chuyển đổi số tài khoản thẻ ATM, giúp gia tăng sự tiện dụng cũng như đem đến những trải nghiệm tốt nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng. Năm 2017, Vietinbank tiếp tục tái cấu trúc mô hình theo chiều dọc, kiện toàn mô hình tổ chức, tạo bước đột phá trong phát triển kinh doanh. Hội đồng quản trị Vietinbank đã quyết định thành lập khối phê duyệt tín dụng, khối thương hiệu và truyền thông, điều chỉnh, tinh gọn mô hình khách hàng doanh nghiệp, bán lẻ, hỗ trợ tín dụng tại chi nhánh với mục tiêu hướng đến kinh doanh, hướng đến khách hàng. Năm 2017 cũng là năm đánh dấu sự hợp tác hiệu quả với đối tác chiến lược nước ngoài là BGMU và IFC. Trong năm 2017, Ủy ban chỉ đạo hợp tác chiến lược Vietinbank BGMU đã thực hiện 2 phiên họp và thống nhất hoạch định các bước triển khai hợp tác cụ thể, tạo bước đột phá trong kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018-2020. Đồng thời, Vietinbank và BGMU cũng quyết tâm hợp tác sâu rộng hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo. Trong năm 2017, Vietinbank đã thực hiện chào bán thành công ra công chúng 420.000 trái phiếu, tương đương với 4.200 tỷ đồng. Trong đó, đợt 1 đã thực hiện phát hành 2.000 tỷ đồng và đợt 2 thực hiện phát hành 2.200 tỷ đồng. Đây là lần phát hành trái phiếu thứ cấp ra công chúng đầu tiên của Vietinbank, cũng là khối lượng trái phiếu thứ cấp phát hành ra công chúng lớn nhất từ trước đến nay trong số các ngân hàng thương mại Việt Nam. Thành công của đợt phát hành trái phiếu này tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Vietinbank trên thị trường với khối lượng đặt mua trái phiếu của khách hàng vượt qua khối lượng chào bán. Đây cũng là tiền đề để Vietinbank tiếp tục triển khai thành công các đợt chào bán tiếp theo, tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, đặc biệt là năng lực vốn tự có, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển bền vững của Vietinbank. Ngày 3 tháng 5 năm 2017, Vietinbank đã chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Vietinbank 2017. Sự chuyển đổi này gắn chặt với bước chuyển mình trong chiến lược kinh doanh. Vietinbank hoạch định mục tiêu nâng giá trị thương hiệu từ một ngân hàng với thế mạnh ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp trở thành ngân hàng dẫn đầu ở cả phân khúc khách hàng doanh nghiệp và bán lẻ, đồng thời đẩy mạnh phát triển dịch vụ thanh toán. Với bộ nhận diện thương hiệu Vietinbank 2017, Vietinbank hy vọng mỗi đối tác, khách hàng sẽ cảm nhận được nỗ lực trong việc cải tiến các quy trình, mang đến các sản phẩm, dịch vụ ưu việt nhất cho khách hàng. Đến hết năm 2018, Vietinbank sẽ hoàn thiện chuyển đổi nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống.
Bên cạnh đó, nhằm mang đến những thay đổi tích cực trong văn hóa, hành vi, thói quen, tác phong và quy trình làm việc, Vietinbank đã hoàn thiện, xây dựng và phê duyệt ban hành bộ nhận diện hành vi 2017. Các hoạt động đào tạo, truyền thông, giám sát để bộ nhận diện hành vi được áp dụng hiệu quả trong thực tế sẽ được Vietinbank nỗ lực đẩy mạnh triển khai trong năm 2018. Cũng trong năm 2017, các chương trình tri ân khách hàng kết hợp với ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Vietinbank 2017 tiếp tục được Vietinbank tổ chức quy mô, chuyên nghiệp và đẳng cấp như Khoảnh khắc vô giá, Giao cảm đã góp phần gắn kết, gia tăng sự trung thành và hài lòng của khách hàng đối với Vietinbank. Vietinbank đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng, trở thành điểm tựa tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân. Vietinbank tham gia tích cực các chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, tài trợ vốn nhằm phát triển kinh tế xã hội. Đến hết năm 2017, dư nợ tín dụng hợp nhất của Vietinbank đạt 839.000 tỷ đồng, tăng khoảng 18%, hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2017, Vietinbank đã phối hợp với BTMU cùng các ngân hàng đại lý trong khu vực và quốc tế triển khai dịch vụ kết nối kinh doanh toàn cầu Business Matching cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, Vietinbank tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình từ thiện, an sinh xã hội vì cộng đồng. Đến nay, Vietinbank đã thực hiện tài trợ trên 6.700 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2017 đã thực hiện khoảng 775 tỷ đồng. Năm 2017, Đảng ủy Vietinbank đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động. Trong đó đáng chú ý là tập trung chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, 100% tổ chức Đảng trực thuộc và hơn 11.000 cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 và chỉ thị số 05 CTTU. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Vietinbank đã được Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương trao tặng hai cờ thi đua vì thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện an sinh xã hội. Trong năm 2017, Vietinbank đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội đại biểu đoàn thanh niên Vietinbank lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Công đoàn Vietinbank luôn chú trọng quán triệt, động viên toàn thể đoàn viên lao động tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của toàn hệ thống. Đặc biệt, công đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. Nhiệm kỳ qua, đoàn thanh niên Vietinbank cũng đạt được kết quả toàn diện trong mọi mặt hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà hội đồng quản trị Vietinbank và đoàn cấp trên giao phó, là lực lượng tiên phong, là cánh tay đắc lực của Đảng. Trên cơ sở khảo sát sự hài lòng, gắn kết nhân viên, từ quý 2 năm 2017, Vietinbank đã thực hiện các giải pháp điều chỉnh thời gian giao dịch, rà soát tinh gọn quy trình, mô hình hoạt động, bổ sung các vị trí lao động ngắn gọn để giảm tải khối lượng công việc cho giao dịch viên nhằm cân bằng công việc, cuộc sống của cán bộ. Ban lãnh đạo Vietinbank đã nhận được phản hồi tích cực từ các đơn vị và tập thể cán bộ, nhân viên và khách hàng. Vietinbank cũng đã thành lập ban hạt nhân gắn kết, bao gồm các lãnh đạo phòng ban trụ sở chính, đại diện giám đốc chi nhánh các khu vực để rà soát, đóng góp ý kiến về kế hoạch hành động của các đơn vị. Đồng thời, nghiên cứu và đề xuất ban chỉ đạo gắn kết phê duyệt kế hoạch hành động toàn hàng. Cũng trong năm 2017, Vietinbank cũng đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm tôn vinh sáng kiến cải tiến nghiệp vụ trên quy mô toàn hệ thống. Bên cạnh đó, công tác nhận diện, đào tạo và phát triển nhân tài tiếp tục được Vietinbank chú trọng, đầu tư nguồn lực để thực hiện. Năm 2017, kết thúc giai đoạn nhận diện nhân tài top 500 toàn hàng, Vietinbank đã nhận diện được 169 nhân tài tiềm năng và tiếp tục triển khai các công tác đào tạo, phát triển và giữ chân nhân tài để tạo nguồn nhân sự quản lý kế cận chủ động cho Vietinbank. Vietinbank duy trì và cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm cũng như triển vọng phát triển theo đánh giá của các tổ chức quốc tế. Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Fitch Ratings đã điều chỉnh triển vọng xếp hạng nhà phát hành dài hạn IDR của Vietinbank từ ổn định lên tích cực. Trong khi đó, Standard & Poor's thì đánh giá cao Vietinbank với mức xếp hạng tín nhiệm bằng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Cùng với đó, Vietinbank tiếp tục được các tổ chức trong nước và quốc tế tôn vinh các giải thưởng, danh hiệu, danh giá.
lần thứ 6 vào top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới với giá trị thương hiệu đạt 252 triệu đô la Mỹ, sức mạnh thương hiệu A cộng, top dẫn đầu thương hiệu mạnh Việt Nam 2017, top 10 trong 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất 2017, ngân hàng SME phát triển nhanh nhất Việt Nam 2017, ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017, ngân hàng điện tử tiêu biểu nhất 2017, ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam, v.v. Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Vietinbank tròn 30 năm xây dựng và phát triển. Với truyền thống đoàn kết, vượt khó và tiềm lực tài chính vững mạnh, Vietinbank đang vững tâm thế để hội nhập thành công với khu vực và thế giới. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.